Kính thưa quý vị, câu chuyện liên quan đến vấn đề Ukraine và Nga. Mấy ngày hôm nay, Nga tuyên bố là có một loại hỏa tiễn siêu thanh không thể nào mà bị bắn hạ với cái võ khí của Ukraine. Lâu nay Ukraine nổi tiếng là nhờ loại hỏa tiễn HIMARS của Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ Nga đã có một loại hỏa tiễn mới có thể chặn những cái loại hỏa tiễn HIMARS của Mỹ. Và họ tuyên bố là đây là một loại hỏa tiễn bất bại. Thế nhưng mà thật ra tôi nói quý vị nhiều lần, Nga không thể nào qua mặt Mỹ được. Chúng ta thực thà mà nói với nhau câu đó. Bởi vì Mỹ đây là do Thái, mà Nga là của mấy anh Cộng sản, lớp ba trường làng, làm sao qua mặt được các nhà Bắc học tài ba của Do Thái. Tôi không muốn làm khen phò mã tốt áo. Quý vị tìm cho tôi trên thế giới này có quốc gia nào mà có cả cái Iron Dome, tức là có một cái dù, cái màn từ trường hỏa tiễn của đối phương bay đụng đến cái màn từ trường nổ bung. Đó là lý do tại sao mà Do Thái hòa bình 6 năm nay không có chiến tranh, sau khi xảy ra cuộc chiến giữa HIMARS của Palestine và Do Thái. Đội HIMARS Palestine nó bắn 10.000 hỏa tiễn, chỉ có 1-2 hỏa tiễn lọt vào được trong lãnh thổ của Do Thái mà lại dính vào vùng sa mạc, cho nên không có ai bị chết và không có ai bị thương. Còn tất cả là đều bị phá hủy khi mà hỏa tiễn của chúng đụng vào cái màn Iron Dome. Và cái màn Iron Dome đó bây giờ chỉ có Do Thái có, chưa chắc Hoa Kỳ đã có. Ngoại trừ khi cần lắm Hoa Kỳ năn nỉ chắc Do Thái nó cho. Quý vị nhớ rằng cuộc chiến Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 vừa rồi cho đến bây giờ là gần 15 tháng, có đúng không? Zelensky nhiều lần yêu cầu Do Thái giúp cho Iron Dome để chống lại hỏa tiễn của Nga. Ban đầu Mỹ chưa cấp cho Nga, Ukraine cái loại hỏa tiễn HIMARS, cho nên hỏa tiễn của Nga nó bắn tơi tả, tàn phá nước Ukraine như lời bánh tráng. Vì thế cho nên Zelensky năn nỉ Do Thái cung cấp cái loại Iron Dome. Nhưng mà Do Thái bảo không, tôi đứng trong cái phương diện gọi là trung lập, không dính vào chiến tranh. Không phải là nó sợ Nga, nhưng mà nó muốn giữ cái thế trung lập để xem là Mỹ giải quyết cuộc chiến như thế nào. Thế thì cuối cùng áp lực của Liên minh Âu Châu, Mỹ phải cấp loại hỏa tiễn HIMARS cho Ukraine. Và từ ngày có HIMARS đến giờ, tàu bay của Nga không dám ra quân vào không gian của Ukraine. 6 tháng nay không có một chiếc phi cơ nào của Nga được xuất hiện trên bầu trời của Ukraine, từ thủ đô Kiev về đến miền nam gần Crimea, là vì 95% hỏa tiễn của HIMARS nó phá tan tất cả các loại phi cơ của đối phương. Mà nó hay nhất là HIMARS là cái loại hỏa tiễn vừa phóng đi từ những trung tâm lớn, dàn phóng lớn, mà có thể phóng đi từ những cái loại hỏa tiễn vác vai của quân đội, rất lợi hại. Cho nên Putin mới ra lệnh cho để nghiên cứu điều chỉnh hỏa tiễn có thể hạ được HIMARS. Và cách đây một tuần lễ, quý vị nghe Putin nói: "Ồ, bây giờ tôi có một loại hỏa tiễn bất bại." Nhưng mà khi nó bắn ra thì là nó bị tiêu diệt, không phải là bằng hỏa tiễn HIMARS mà là bằng hỏa tiễn Patriot. Nga đầu hàng, đến giờ này Nga không dám nữa. Và Ukraine thành công thì Nga mới chửi rằng là: "Ồ, những cái loại hỏa tiễn này là của Mỹ cấp cho Ukraine, yêu cầu Mỹ phải ngưng ngay, nếu không sẽ vượt qua đường ranh đỏ, tức là dùng võ khí nguyên tử." Và bây giờ quý vị biết rằng là Putin muốn lợi dụng cái lò nguyên tử Zaporizhzhia ở miền bắc của Kiev, là một cái lò nguyên tử lớn nhất Âu Châu, nó có thể cung cấp điện cho tất cả gần 1/3 lãnh thổ của Âu Châu.
Và bây giờ Nga đang chiếm cái thành phố Zaporizhia, nó có làm hai phần. Một phần là thuộc về Ukraine, một phần mà có nhà máy là Nga đang cố thủ. Thì bây giờ người ta đang sợ là bắn nhau làm nổ bung cái nhà máy, khi đó cũng giống như là bom nguyên tử. Bây giờ cái báo cáo mới nhất của Ủy ban Nguyên tử Thế giới nói rằng các cái lò phản ứng ở trong nhà máy Zaporizhia đang gia tăng nồng độ, và nếu mà nó gia tăng cao quá nó sẽ nổ bung khi mà có những cái loại hỏa tiễn hay là đạn bắn lạc vào. Thế thì hôm nay Mỹ nói một câu rõ ràng và thật ra không phải là Mỹ cung cấp cho Ukraine loại hỏa tiễn mới, chúng tôi đã cung cấp lâu rồi, HIMARS và Patriot. Thì đây cái loại mà hỏa tiễn của Nga bị bắn hạ đó là do Patriot. Giống như là quý vị nhớ rằng Mỹ là một quốc gia tư bản, có nghĩa là canh lái buôn, mà nói đến anh chàng lái buôn, ai có lợi là nó làm. Tập Cận Bình 5 lần 7 lượt năn nỉ Mỹ công nhận chính sách một nước tàu. Mỹ bảo đúng thôi, tôi công nhận một nước tàu. Tập Cận Bình nói ông đừng bán võ khí cho Đài Loan nữa. Mỹ nó bảo ồ, lâu nay tôi là một quốc gia tư bản, hàng làm ra không bán cho bộ để kho à? Mà chúng mày có đủ tiền để mà thay thế không? Bắt buộc tôi phải làm ăn, đây là công ty của tư nhân, và làm cho hàng trăm tỷ đô la của Đài Loan đã đi vào túi của Hoa Kỳ, giúp cho hàng chục triệu gia đình Mỹ có công ăn việc làm. Đó là một cái khốn nạn cho ông Tập Cận Bình. Bởi vậy cho nên nó không dám đánh Đài Loan là như thế. Một trong những cái sự kiện mà nó biết Đài Loan bây giờ có những loại vũ khí tối tân của Mỹ, ngay cả cái loại phi cơ F-16 là cũ rồi, nhưng mà cái loại phi cơ F-16 của Đài Loan không phải là loại F thường, mà nó là F-16V, tức là cái loại mới nhất, trong đó có cả tàng hình. Tàu Cộng đâu dám đánh đâu. Đài Loan có 3 cái lợi điểm bây giờ mà Tàu Cộng không dám đụng đến. Những cái tên cán ngố nằm vùng ở đây cứ nói rằng là ô, bây giờ tình hình căng ở Biển Đông, Tàu Cộng sắp đánh. Ngô rừng. Thứ nhất, Đài Loan nắm 80% thị trường về các con chip bán dẫn, semiconductor chip, dùng trong các loại hỏa tiễn, các loại vệ tinh, các loại phi cơ không người lái, 80% là của Đài Loan sản xuất. Thứ hai, võ khí của Đài Loan là do Mỹ trang bị tối tân vô cùng. Có cả Patriot, có cả HIMARS, có cả cái loại phi cơ tàng hình, có cả Tomahawk, những loại phi cơ, cái hỏa tiễn mới nhất và tối tân nhất của Mỹ. Có cả smart bomb, tức là bom tinh khôn, mà đã được Mỹ dùng ở trong cái chiến trường Iraq. Quý vị còn nhớ trong cái cuộc chiến năm 1990 ở bên Iraq, họ chiếu cảnh hỏa tiễn nó bay qua khán giả, nó bay qua ký giả, rồi nó đi vòng phía sau, đi vào cái ô ten mà quân Iraq đóng, rồi nó rơi xuống 10 tầng, đến tầng thứ 10 nó mới nổ bung. Đúng mục tiêu nó mới nổ, không đúng mục tiêu nó không nổ. Nó lọt 10 tầng, đến tầng cuối cùng nó mới nổ và bung. Bom nó gọi là bom tinh khôn, nó bay đến đâu nó tránh đến đó, gặp chướng ngại vật nó đổi hướng. Bởi vậy cho nên bây giờ Đài Loan mạnh mà vững mà giàu. Đấy, 3 năm qua Đài Loan vẫn được Liên Hiệp Quốc công nhận là một quốc gia đáng sống và hạnh phúc nhất ở Á Châu. Nhật Bản thua, Nam Hàn thua, người dân Đài Loan giàu có, sung sướng và tự do. Cộng sản Tàu 1.000 năm nữa mới theo kịp Đài Loan ngày hôm nay. Tôi hãnh diện mà nói với quý vị câu đó. Hàng trăm quốc gia Á Châu thua Đài Loan, Ấn Độ thua Đài Loan, Tàu Cộng sọt rác.
Cho nên chúng ta thấy đó là một cái điều tốt. Và đó là cái lý do mà Tàu Cộng không dám dính vào Đài Loan. Rồi chúng ta lại có một bản tin hay nữa. Đó là quý vị nhớ cái số mà gọi là đòi bồi thường cho Da Đen bây giờ. Cái ủy ban đã đồng ý bỏ phiếu ngày thứ Bảy vừa qua. Bồi thường 360.000 đô la cho mỗi một người Da Đen. Nếu ở Hoa Kỳ, ở Cali từ năm 1930 cho đến năm 2020. Mà Da Đen là được bồi hoàn 360.000 đô la. Bây giờ đang được chuyển qua bàn của Gavin Newsom. Nếu Gavin Newsom ký thì sẽ được như thế. Nhưng mà có một số Da Đen lại đòi hỏi 5 triệu cho một người. Cho nên người ta bảo nó có rất nhiều cái xấu. Thứ nhất là nó không công bằng, vì cái cuộc chiến này nó đã kết thúc 150 năm rồi. Thứ hai, Cali không bao giờ dùng chế độ nô lệ. Thứ ba là cái cuộc mà bồi thường Da Đen này khơi mào lại cái vấn đề Da Đen da trắng và sẽ có chiến tranh. Thứ bốn, phải mất 800 tỷ đô la đến 1.400 tỷ đô la mới đủ tiền bồi hoàn cho 70 triệu người Da Đen ở Hoa Kỳ. Thứ năm, nó không công bằng. Bây giờ Kamala Harris, nó cũng là một phần Da Đen. Thế chẳng lẽ Kamala Harris bây giờ nó lại vừa da trắng? Thế thì nó được trả 360.000 đô la hay là nó phải ký giấy ký để nó trả 360.000 đô la? Người thứ nhì, tên Da Đen Obama, bố Da Đen, mẹ da trắng. Thế thì nó vừa là đóng vai nô lệ mà nó lại vừa là đóng vai da trắng. Thế thì nó là người được hưởng 360.000 đô la hay là nó phải ký 360.000 đô la nó trả? Cho nên cái chương trình này là một cái chương trình cải chớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ nói chung và của Cali nói riêng. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin lên trên phù hộ chúng ta.